Chào bà con, bữa nay cha con mình đi bắt cá nè. Mình về hồi làm cá này làm món gì được cha? Chiên hay gì? Chiêu Làm cá chiên xù. Mà để coi cái cha con mình có bắt được con cá nào không nha. Rồi bà con theo dõi. Mương này biết có không bà? đi khỏe khỏe thì có hẳn là nuôi cá cũng có hẳn nuôi cá cũng có nuôi cá mà nó không có ôi trời ơi đợi chỗ chết cá ngoài hụt đầu luôn. Làm không ăn gì đâu hụt đầu dữ vậy? Hồi nào? Ôi cá nó bay kìa. Ôi. Ôi trời quá trời ơi. Ủa cái gì bác? Khách tới thưởng hay gì? Từ từ lên. Lên từ từ lên, có cây lên không có nè. Con bắt mấy con hả? Con nào bự không? Con nào bự thì bắt cái gì vậy chứ vậy hả? Có đâu bắt bự cho quý ăn nữa không? Cái này bự đâu nhìn thấy này nè, không biết được rồi. Chính con nào bự ta đã hầm mấy rồi coi gì cái làm món gì không có con nào bự để hấp hấp được kéo bên kia kìa. Ừ, hấp bên kéo bên kia đi này. kéo bên này đây là gì vậy? Cá tư tưởng bự luôn mà bắt không được nhân lên nó giải cái là đây nè, đây bọc lại cái góc đó, đây là bọc lại cái góc, hả? Để ăn đâu có mấy con à? Ai đã bắt không mà biết? Bắt lại ăn con bự đi. Ủa khó ăn không bắt gì vậy đâu? Đây đây. Hai người kéo nữa. Tiền đi ra con, xích xích lại đây. Mà lỡ chú đi, tôi kéo nữa. Tiên thì xích lại đây nè. Kéo khúc được rồi. Thế quậy cho chạy lại được không? Hả? Làm lẻ. Kéo đắng. Kéo được. Kéo lại đi. Kéo đắng, không kéo đây là kéo sao? Rồi. Kéo thẳng cây. Nó lòng cái đó gì? Đó hả? Nó vô rồi. Được không? Nó quăng trúng út gì? Nó áp sát vô trong á. Dở lên vậy nè. Dở lên, dở lên. Nó chắc có cái vô á. Cái vô á. Chứ dở gì? Cái vô. Ôi nhiều quá trời ơi. Cái gì dữ vậy? Giải giải lên đây có cái tượng nào không lên? Lên mò mò trong đó lên Linh. Mà trong đó nó có vô đó không? Rồi đó, có con cá tư tượng rồi đó. Thôi giải mảnh lên. Trời ơi. Được rồi, giải ra hả bà?
À. Rồi đưa vô sát rồi liền. Mà mỏ trong cái nó có bay không? Chích mẹ. Thấy không? Chích vô. Thấy không? Tại con á. Ôi. Quá trời vậy. Quá con. Con luôn rồi. Út là con luôn rồi. Mày da. Mò hả? Mò theo mò được. Có không? Có ấp lưới vô á. Mò đừng có nhẹ nhẹ. Má mới chạy ra con ba ơi. Được hả? Ừ. Dễ vậy ăn. Thì bá luôn. Mới đụng cái giải gột. Thôi kéo qua kéo mẹ xem không được. Con hả? Thì bớt thì phải mở rồi động em. Đừng thích gà để nó bay dính áo à, đứng trên này đi. Đứng đó được rồi, đứng đó được rồi. Ấp sát thôi mà mò vô. Rồi dính cái viền lưới á. Mà gà gà trong mấy cái tà thanh tàu dừa ấy, nó có chuông đó. Nó có. Cầm cái viền lưới lên. Nó núp trong đó. Nó có giò. Có. Không có. Bắt cái ngắn. Đi ra rồi. Không nói lớn. Ăn thì bắt con. Lên cửa ăn. Ăn thì thử cái giò ai ăn không bắt. Ở nhà chứ ngoài hay ăn. Ăn để lên làm cho ba không ăn nữa chứ. Dỡ lên nó dỡ 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 nó cái giờ cho nó đi. Ồ, ăn đi. Đó, có cái tượng đó. Có đâu? À, dồ quá. Bắt luôn cái giờ cho nó đi. Quẹo cái giờ ai ăn bắt? Tên nó bắt cho thừa. Tức cái tượng gì không? Chỉ vô đó hay vô đó, hay là chỉ thảm không? Không, để mình ngay đó đi, tao quẹo đây cho. Dỡ dỡ lưới cho tao thôi. Sao mò? Trời ơi, đó đi. Đó. Vô đây hình như nó ngúng ngúng đâu đây trời. Kìa kìa, nó hụt. Cái tượng cái gì? Tượng. Tượng hết vô trong cái bụi lá nè. Cái bụi lá ngay cái mày đưa đưa tay vô coi. Đưa cái đất luôn coi. Mới thấy cái đồ. Rồi lấy. Trời ơi. Một con. Không. Cái dầu. Cái dầu cái gì vậy? Cái tượng. Cái tượng cái được. Ơi, cũng dính á. Ê, đâu không? Vô. Dính nào vô, dở lên. Chưa chưa chưa. Chưa chưa. Cái dầu vậy? Chưa. Gợi gần. Gợi ngay giải nó luôn mà. Đâu? Đâu tiêu vậy? Vô chưa, đâu giải nó coi. Gợi ngay cái giải nó luôn. Rồi. Rồi, gà con. Trời ơi, vô được rồi. Con. Mẹ kéo phụ ổng mẹ. Trời ơi. Rồi. Rồi ba. Mấy cha con cực khổ ngồi cũng bắt được con cá thấy đường. Dạ mạnh lên. Ba rồi ba. Dạ. Mà ăn uống nhiều quá. Rồi lên luôn đi. Dạ hả? Đi ăn hơn, thừa ăn hơn bắt. Thôi thôi thôi, có con cá thấy đường. Được rồi, ăn không hết. Trời ơi, quá được con cá thấy đường rồi bà con ơi. Ngay rồi cha con cực khổ quá trời. Con này, con này cũng mấy ký ạ. Vô mấy hai con. Nãy vô hai con luôn mà tại thấy bay hai con. Hết vô luôn.
cắt vô luôn nè, con cá tưởng nè. Con này nó già dữ lắm rồi nè, nổi u luôn. Quá trời cực khổ rồi. Rồi bắt được con cá rồi, quá trời bự rồi. Bỏ vô đó rộng hả? À? Giống giống con gà vậy. Hả? À? Hay biết ông không làm gì không làm hay biết. Hai ba con luôn. Lấy cái miếng lưới đâu có lưới đâu. Bỏ mẹ lưới vô đi chứ chắc cuối. Hai quá. Bỏ vô đây rộng nè. Bà con ơi. Thì cá nuôi này nó hơi hôi, hai bữa mới ăn được. Đây cá tây tượng chà bá luôn. Ừ. Ừ. Qua đây lưới rồi đâu? Cộng lu rồi không được á mà. Cộng lu quẹn hay gì? Lu quẹn. Lu đi mới mà ngăn được rồi. Thế hai bữa lại nó chết cái ăn không ngon. Lấy cái thau bỏ vô. Bỏ vô, bỏ vô luôn nè. Hả? Bỏ luôn luôn, bỏ luôn luôn lên. Khiên bỏ luôn luôn. Lấy đá chậu nó bây giờ. Đưa tao, đưa tao. Đây đụng thì nó giải. Chết rồi nó. Đập nó chết sao con nè nữa. Ít nước quá, chắc phải nhiều nước quá. Nó nổi lên nè. Quá nhiều nước như vậy. Giờ con. Dạ không. Vô đi con, không thôi trật té. Dạ, cái số nè. Trời, hôm nay thì mình đã bắt được con cá rồi, vài bữa mới mần thịt ra. Bà con ơi, cảm ơn bà con đã xem video của Nguyễn Thừa hôm nay. Thân mến, kính chào và hẹn bà con trong một video sau.